Tết rồi. Mình mới vừa đi chợ về với mẹ của mình. Đã có mua một trái dưa hấu rất là to luôn. Ta da 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 da. 7 kg rồi các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ gặt dưa hấu. Cũng như mọi năm thôi. Nhưng mà năm nay là đang quan chùa. Các bạn hãy chờ đón sản phẩm dưa hấu khắc con chuột nhé. Và công cụ của chúng ta là một con dao thái, một cây mút cong đen. Mút cong đen loại nào cũng được cho các bạn, cái loại mà nó tẩy nó lại dễ lau á. Ok, nó dễ lau là được. Và một con dao thái để cái cạo lớp vỏ này. Rồi ok, cùng cắt thôi. Nhưng mà phải chùi cái vết này nữa. Thế nào? Chùi lấy vết xanh này. Khỏi chùi luôn. Chùi chứ đừng lấy.